Mình sẽ review bức tranh ghép này của mình sẽ có cái hình một hình ngôi nhà, khung cảnh của một vùng nông thôn, một ngôi nhà ở nông thôn rất là đẹp. Bên này sẽ có một cái cây đào, các bạn nhìn này, bên này sẽ có một cây đào và sẽ có một ngôi nhà, một gia đình đang sinh sống ở đây, và sẽ có mấy con nhà chạy loanh quanh ở sân, và có một chú chim đang bay lượn ở trên bầu trời. Cô bé thì đang nghịch thả diều rất là đẹp. Bức tranh này khi các con tháo ra, các con có thể là lắp ghép lại thành một cái hình bức tranh như thế này. Bé nhà mình đã chỉ mất rất thời gian rất là ngắn để có thể là lắp một bức tranh như thế này, hoàn chỉnh như thế này. Mà bé nhà mình chỉ có 5 tuổi, mà trong vòng có gần 10 phút bé đã có thể là nhìn tất cả những cái hình lắp ghép ở đây, để chúng lắp ghép lại thành một cái hình ngôi nhà, một bức tranh hoàn chỉnh như thế này. Sản phẩm này thì giúp các con có thể là tránh xa tivi, ham học hỏi, trí nhớ tốt, để giúp cho các bé có thể là vận động trí não rất là tốt. Vỏ ngon hơi cứng, hí hí luộc trứng à, vỏ ơi đi đi. Yeah, bóc xong rồi. Chẹp ngon quá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mặt trời trong phòng được nằm trong cuốn sách ô long. Mình sẽ mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cuộn túi đen này của mình có một cái công dụng, đó chúng ta có thể đựng rác, đựng những đồ sinh hoạt bẩn của chúng ta vào đây, và cách dùng thì rất là thuận tiện. Chúng ta có một cuộn như thế này, chúng ta chỉ cần việc dở ra, và trên này nó đã có một cái đường kẻ sẵn, chúng ta có thể là xé ra. Đấy, chúng ta có thể xé ra và như thế này chúng ta đã có một cái túi bóng để chúng ta đựng rác, đựng những đồ sinh hoạt. Và đặc biệt hơn là cái công dụng của cái cuộn này, cuộn túi đen này sẽ có cái công dụng đó là tự phân hủy, nên rất là an toàn cho môi trường của chúng ta. Nó sẽ tự sau một thời gian ngắn nó sẽ tự phân hủy đi và sẽ không ảnh hưởng gì đến môi trường của chúng ta. Mặt trời trong phòng, con trồng hoa gì đấy? Hoa hướng dương ạ. À, thế nhỡ trời mưa không có mặt trời thì
Chào mừng các bạn đã đến với